Xin chào các bạn, mình là kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn Revit. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về xử lý lỗi cụm chống của con máy Oki B411DL. Thì như các bạn có thể nhìn được trên máy đang báo lỗi, máy đang báo lỗi Accession nó cảnh báo, và trên màn hình LCD nó sẽ báo là check email RAM và 343 RAM missing. Thì đây là lỗi về phần cụm chống. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước xử lý về lỗi cụm chống này. Thì trước tiên mình sẽ phải mở lắp một mực để lấy cụm chống ra. Các bạn sẽ ở đây sẽ nhìn thấy được cụm chống ở vị trí này. Giờ bạn nhấc lên. Đó. Đây là cụm chống của máy Oki B411. Thì các bạn có thể nhìn thấy cụm chống này được thiết kế và cụm chống ở khu vực miền trung chung nhau. Đây. Thì mình sẽ xử lý phần cụm chống. Thì trước tiên thì các bạn cần phải tháo vị trí ống mực của con cụm chống này ra. Thì các bạn nhìn thấy lẫy màu xanh ở đây, thì bạn kéo về phía mình để mở lớp khóa. Các bạn nhấc lên. Đó. Thì bạn sẽ tháo được vị trí ống mực của con cụm chống này ra này. Đấy, bạn để sang một bên. Tiếp theo thì bây giờ các bạn cần phải chuẩn bị giúp mình một cái tô vít 4 cạnh, một cái tô vít 2 cạnh. Có thêm một cái kìm nữa. Trước tiên thì mình cần phải crack cái cụm chống này ra. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây sẽ có 3 vị trí con ốc, 1, 2, 3. Các bạn tháo 3 vị trí con ốc này ra. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là 3 vị trí con ốc này, ngoài 3 con vị trí con ốc này ra thì nó sẽ còn 4 cái cá nữa. Các bạn nhìn thấy đằng sau này, 1 cá này, 2 cá và đằng đây nữa này, 3, 4. Thì các bạn sẽ phải tiến hành crack và lấy cái hai cạnh này. Hơi nhấc lên một chút. Đó. Thì các bạn đẩy về phía trước thì các bạn sẽ tháo được cái phần nắp trên của phần cụm chống ra. Thì mình sẽ hướng dẫn qua các bạn một chút về các vị trí. Đây là phần cụm trục cao su và chống này. Còn đây là vị trí của gạt. Còn đây là trục sạc của cụm chống. Còn phần này là phần cấp mực trực tiếp cho cụm chống đây các bạn. Còn đây là phần mực thải. Thì trước tiên để xử lý cụm chống này thì trước tiên mình sẽ cần hút phần mực thải. Sau khi hút hết phần thải và phần cấp thì để mình kiểm tra lại các hệ thống bánh răng và các cái trục đảo mực của cụm chống, thì các bạn có thể nhìn thấy được ở đây rất rõ là phần trục đảo mực của phần cấp đang bị lỗi, đang bị cong. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một lý do nào đó, hoặc là có thể do lúc crack hoặc là lúc vận hành không di chuyển cụm chống đi các chỗ thì nó sẽ bị bật ra khỏi các cái rãnh của cái gạt mực này, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng đang báo lỗi. Đây là một trong những nguyên nhân mà báo cụm chống của đây là lỗi của con cụm chống này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo gạt và xử lý nó ra. Thì các bạn có thể nhìn đây là vị trí gạt mực này, các bạn có thể nhìn thấy vị trí hai con ốc ở đây, các bạn tháo hai con ốc này ra. Các bạn có thể nhấc cái gạt này lên.
các bạn có thể nhớ được cái gạch. Đó, các bạn sẽ chỉnh lại cái vị trí của thanh đạo mục đúng đúng vị trí cũ của nhà sản xuất như thế này. Thì để cái này thì mình sẽ phải vệ sinh tiếp với các phần dây trong này đây. Sau khi vệ sinh xong thì các bạn lại lắp vị trí của hai con ốc của cái gạt này lại vị trí cũ của nó. Đối với cái lỗi mà cái trục bị lệch hoặc là bị rơi ra khỏi cái vị trí của nó như thế này thì các bạn ngoài có thể trên màn hình thì các bạn có thể nghe khi máy vận hành. Thì khi máy vận hành nó cũng sẽ phát ra tiếng kêu cục 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 gì đó, những tiếng cục 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 thì cũng là do cái nguyên nhân là do cụm chống của mình nó đang bị lỗi trục đạo mục ở bên trong. Sau khi các bạn lắp vị trí này vào thì các bạn sẽ lại lắp vị trí của thanh đạo mục lắp trên này. Sau khi lắp lại được cục chống thì chúng ta lại lắp lại cái phần ống mực của con máy vào. Khóa mực. Và bây giờ chúng ta sẽ đi test. Đó, như các bạn thấy thì sau khi mình đã vệ sinh lại cái cục chống, sửa lại một số lỗi thì bây giờ màn hình nó đã sẽ báo online có một set. Cái này là sẽ màn hình đấy sẽ về cho nó ready. Sau đây mình sẽ đi test thử một tờ. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là bản network config máy và máy đã chuyển về trạng thái ready bình thường.